Chứ nói thật nhá, thân con gái đứng đây chờ sắp tối rồi, đứng đây làm gì, đúng không? Bây giờ anh chở một phát về nhà luôn. Thì ta táo thật ra nhìn nó quen lắm nhỉ, hay là người thân hay người quen mày thì nó khổ lắm. Sao mày suốt ngày mày quen thì mày bảo quen, mày lật ra mày xem đứa nào mày cứ quen. Ôi, ơi, 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 em chạy đâu em? Em ơi, quen nhau em biến mặt mất đi. Cái gì? Ui. Cái gì? Hả? Shop điện thoại vlog.com, shop bán nick liên quân, liên minh, Free Fire, Đột Kích, Ngọc Rồng và tất cả các loại game khác uy tín, giá rẻ chất lượng, hãy đến ngay với shop điện thoại vlog.com ủng hộ mình nhé. Chào mừng tất cả các bạn các chị xin lỗi anh em. Đấy thì tiếp tục clip này là nói chung là lâu lắm rồi mọi người chưa xem cái clip series tán gái của anh em sinh đôi anh em mình đúng không? Đấy thì là vừa ấy các anh em mình có tiện đi qua nhanh này không nó chạy mất giờ đấy. Đấy vừa anh em tiện đi qua kia có một cái con nào đứng gần đứng vali, nói chung đứng gái thì không biết hôm nay như nào anh vậy. Nó thế nhanh quá mày. Nhưng con này nó vali giờ này nó đi du lịch rồi nó dậy có vali đấy. Thôi nói chung là mọi người thì ở kia mình vừa thấy có một đứa con gái nó đang đứng vali đấy, thì hôm nay anh em quyết định là hai anh em mình ra tán nó mọi người nhá. Ấy vừa nói nhanh quá mọi người không nghe kịp thì mọi người thông cảm vì thằng chó này bắt mình nói nhiều. Ấy thì bây giờ anh em sẽ ra tán nó nhanh không phải như mày đi mất vì mình thấy đang đứng đợi người đấy rồi. Thì chắc nhìn đứng đợi đấy chính chắc là đứng đợi người đó là cái chắc là vali tân đùng nha. Thế toàn thấy khả năng là thì con này mới đi xa về mình có gì kiểu gì chắc có quà bắt nó phải cho quà. Vali đấy, vali đi nước ngoài đợt tao đi Đài Loan về 4 tháng. Thôi, nói tao đi lên luôn, đi rồi. Tôi đang đi rồi, cái gì đấy? Ui, giờ phải đợi, mông má đầy đủ. Xem lại cho đỡ làm xe. Xuống mày. Ui giời ơi. Ôi, phải xe mày đi từ đây mày. Mình đi em. Đi chỗ bên nào nào? Chạy đi đâu em bây giờ. Hunter, khí không phải thí chủ vừa đi đâu về mà vali to thế nhỉ? Mắt nó quen nhỉ? Cười quen gì mày? Con nào mày chả quen? Quen cái bà hàng xóm nhà mày gặp một lần đầu mày đã bảo quen rồi đâu chịu mày. Thôi em ạ. Thôi bọn anh hôm nay bọn anh đến đây là nhã ý là mà đứng đây làm gì em? Bây giờ đứng đây một đứa gái đứng đây nhờ tí con trai qua lên sang bên đường này cho nó xe ơi. Anh mời em sang bên này. Ồ ngại gì em ơi. Sang bên này. Sao cứ phải lé tránh nhỉ? Sao kia? Sang bên này để anh sang đất người ta như luật giao thông là phải đi bên phải. Em đứng bên trái thì xe tông chết à? Sao đây? Sao anh bảo sao nói chuyện nào? Sáng ơi. Khổ lắm cơ. Khổ lắm cơ bây giờ. Em ơi, anh này nhá. Anh thật này. Em có mặc lộn áo không? Hả? Sao tại sao cái áo này đáng nhẽ là phải là vặn vào bên trong chứ? Cháu không ăn bánh gì đâu? Bánh mì. Sao ý thiện đi? Ôi trời. Hả? Đúng fan chân chính của Khá Bảnh rồi. Đâu? Đấy, đấy. Còn ôi, còn lui à? Ôi trời. Gì? Ôi. Hello mấy cứ. Đấy. Ôi em ơi. Anh bảo bây giờ đi đâu về bây giờ đứng đây làm gì mệt nữa. Bọn anh ạ. Nói chung là từ đấy đây để tao nói cho một câu đấy thì từ đấy bọn anh ra đây bọn anh có nhắn như mấy thằng điên nhưng mà không phải đâu em ạ. Thực ra ấy bọn anh là bọn anh là bọn anh vui tính bọn anh là một thám tử gọi là lừng danh người lơ lảy vậy đó. Bọn anh thực chất là bọn anh bên ngoài bọn anh cố che lớp gọi là những cái tính vớ vẩn của anh đi thôi chứ lòng dạ bọn anh rất là tốt. Bọn anh nói tốt đấy thì hôm nay bọn anh có nhã ý là muốn mời em anh trở về nhà đâu anh trở về đấy chứ nói thật nhá, thân con gái đứng đây chờ sắp tối rồi đứng đây làm gì đúng không? Bây giờ anh trở một phát về nhà luôn. Thì ta táo thật ra nhìn nó quen lắm nhỉ, hay là người thân hay người quen mày thì nó khổ lắm. Sao mày suốt ngày mày quen thì mày bảo quen mày lật ra mày xem đứa nào mày cứ quen. Ôi, ơi, 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 em chạy đâu em? Em ơi, quen nhau em biến mặt mất đi. Cái gì? Ui. Cái gì? Hả? Sao mày tự nhiên mày chạy gì? Đang tán gái bon mồm chạy gì? Mày nhìn được. Cái gì? Nhìn gì? Mày nhìn kìa. Nope. Sao lúc này bao giờ nhỉ? Có Toàn nếu tao không nhầm nó phải con Phạm Ngọc không? Nhiều cũ tao đấy gì? Con Ngọc đấy. Mày về, tao về đi. Mày tao đéo ấy đâu, mày tán đâu. Phát nhưng mà nó đi Hàn Quốc được bao lâu nhỉ? Hơn năm rồi. Hơn năm lịch Hàn Quốc ít nhất phải 3 năm sau đó đã có mặt Việt Nam. Hay tao nghĩ nó về chơi nhỉ? Úi giời ơi, bỏ mẹ. Sao ê, ngồi. Ê, anh bảo, quay đây, quay anh bảo. Ê, về từ bao giờ ấy? Hả? Hôm qua? Thế đứng làm gì? Về nhà đến đón.
đợi người nhà anh đón á. Sao từ đây buộc gặp anh Tán mà không nói lăng câu gì, cứ che mặt quay đi. Bà sao? Cứ đây nghi rồi. Tao thấy mắt quen rồi, còn cứ gặp anh em cứ lẻ tránh. Thường là gái gặp mình là phải nghiêng mình đổ người về mình, nhưng hôm nay lại không xem nói gì. Ủa tại hơn 2 năm tao đi bộ đội nhìn gái khác nó quen rồi, bây giờ như thế này tao không nhớ. Lật ra tao mới nhớ tí. Thôi hay là anh thôi bà thôi. Đây để anh phát biểu bây giờ nhá. Dù gì em với nó là tình cũ hay tình mới hay gì không quan tâm, quan trọng là lâu lắm rồi không gặp nhau và cũng gọi là tình yêu cũ. Thì thôi thì anh trân trọng mời hai em về quán nước thì... Hai em ấy à, quên em quên nhầm. Mời anh và em vào quán uống nước rồi nói chuyện, rồi nói chuyện gì nói chuyện, như đứng ngoài đường này nói chuyện mấy thằng điên ấy. Thế nhận rồi đi đấy. Ôi, thằng kia quay đéo. Tao ngại hay tao về nhá. Về cái gì, thằng điên thì về. Ra tao bảo. Mà trước là do tao chia tay nó, chứ phải nó chia tay tao đâu. Trên clip tao đăng là tao chia tay nó đấy. Tin sao? Ngại vì tao vu không nó, là nó chia tay tao vì tiền quay phát vào mặt nó này nên khán giả chỉ biết. Không sợ, bây giờ mày bỏ nó chứ phải nó bỏ mày đâu, mày phải sợ nhỉ. Không tốt thì bỏ, không thích thì bỏ, thế thôi, có làm sao đâu, ảnh hưởng cái gì đâu. Miễn sao không phải nó bỏ mày được đúng không, mày bỏ nó đúng không. Thế sợ cái gì, đi. Không phải ngại, đi đi. Đi em ơi. Năn đi, ngơ cái gì. Thế về từ bao giờ? Hôm qua trả lời đi. Từ thế nói hỏi thật nhé, anh hỏi thật nhé. Từ cái lúc mà anh chia tay em, cả em chia tay anh rồi. Mình chia tay thì em yêu ai chưa? Em nói. Không nói. Thật đấy. Hôm nay khi về từ hôm qua đến vừa đứng đây ở đây làm gì? Để bạn á? Để bạn đi đâu? Đi chơi à? Đi chơi á? À? Cầm cả vali to thế mà bà đi chơi á? À? Ô hay. Anh hỏi thật đấy, không phải là phải đùa đâu. Đi chơi hay là chị đón hay đi đâu? Chưa à? Chưa. Tối chơi anh được không á? Ô miền lâu ngày không gặp thì chẳng nghe không chơi chơi thì hàn gắn lại tình cảm à? Ăn đi, cái món này là cái món trước ở nhà em thích ăn nhất ấy mà bây giờ anh biết à? Thật sự là anh gặp em thấy thích lấy kiểu gì, sau một năm gặp nhau tự nhiên như kiểu đây là lần đầu anh em với nhau ấy, cảm giác kiểu gì ấy. Ê, có thể ngồi bút cho anh ăn như hồi xưa rồi. Anh hỏi đút được không thì tự nhiên đang gấp đút rồi tự nhiên đưa này, em mồm em đâu đố đi nào hả? Có tay tự đu đây. Sao phụ mày này, anh không phải cái dạng người ăn bẩn ấy mà em rơi bàn rồi mà em di cho anh ăn nhé. Con gì nữa không gọi? Em trả tiền cho anh, trả tiền mà anh gọi. Thì anh bảo anh gọi chứ anh bảo ai được tiền đâu. Không ăn gì hết. Con gì hết. Ok mọi người, đấy thì với là tình cờ là mình cả Tuyền cả mấy anh em là có đi có công việc một tí thì đi qua là tình cờ thấy Ngọc đang đứng đấy. Thì thật sự là mình không biết là Ngọc lại từ Hàn Quốc về Việt Nam như này. Thì vợ Ngọc nói chuyện bảo Ngọc được nghỉ hè. Đấy thì xem à, không phải kiểu cái lịch học cái đấy là nó khác mình lắm, nó không kiểu như mình là nói chung là khó giải thích mọi người, nói chung là Ngọc đừng nghỉ hè là nghỉ học vậy đấy. À, về chơi, xin về chơi, không biết là về bao lâu thì mình chưa hỏi được. Đấy. Thì như đây là mọi người nói thật, mọi người đây là tình cờ gặp nhau chứ không phải là do mình hẹn Ngọc về hay như nào ấy mọi người nhá. Đấy thì như cái sự việc đợt trước mọi người biết rồi. Nói thật mọi người là đợt đấy là mình có đăng clip mình bảo là do mình à, do Ngọc bỏ mình xong Ngọc yêu người mới. Nhưng mà cái đấy là nó chỉ là cái lý do để mình tự ngụy biện cho mình thôi. Đấy, tự bao biện cho mình thôi, nhưng mà thực chất là đợt đấy là do mình ghen tuông quá nên là mình nói là chia tay với Ngọc, nên là Ngọc cũng không chịu được cái cảm giác của cái tính cách của con người mình nên là có chia tay. Chứ đúng rồi, công nhận là mình có thể là mình cái đăng cái clip này lên thì mọi người sẽ nghĩ là mình cả về chuyện Phượng nữa đấy, thì mọi người sẽ nghĩ là mình chắc là vì Ngọc hay là gì này lại bỏ Phượng, nhưng mà không có, mình cả Ngọc nói chung là tình cờ gặp nhau đây thì nói chung là quay lại được không, cái đấy là do duyên cả. Và mình còn về cả chuyện Phượng nữa đấy, nói chung là mình cả Phượng và mình cả Ngọc nói chung là ba người
duyên số nó nhiều, biết đâu sau này nhá mình lấy người khác nào thì sao, đúng không? Nên là không chắc chắn được là mình yêu người nào hay gì cả, nên mình không muốn nói về cái chuyện tình cảm cả. Bây giờ mình chỉ muốn là bây giờ Ngọc về thì nếu rảnh thì mình có thể là mình gặp nhau nói chuyện đi chơi như cái bạn bè thôi, thì vẫn đảm bảo có thể thôi, không cái gì sao phải cãi nhanh ấy. Đấy thì mình cho Ngọc lâu lắm rồi, đây cái chỗ là mình trước cả Ngọc hay vào, nên là hôm nay mình cũng muốn đủ Ngọc vào đây ngồi nói chuyện tí thì xem tình hình như nào ấy. Đấy thì nói chung là Ngọc ăn đấy cũng hết của mình hơn nít rồi, thì Ngọc trả tiền hay anh trả tiền? Em trả. Em trả, ừ em trả, ok. Đấy thì là Ngọc tự ăn hết của Ngọc hơn nít rồi mọi người nha. Ở đây có lem chua rán ngồi trên, nói chung không nói nhiều nữa đấy. Nói chung là giả thấy ra đây mày. Đấy ok mọi ạ. Đấy thì là nói thật mọi người nhé, riêng cái con này về là mình chắc chắn là mình phải nghĩ ra nhiều cái màn chôn cho nó rồi. Nên là anh em là cứ có ý tưởng gì là mình cứ comment xuống dưới mình chôn nó mọi người nhé. Lần này á, mình xuống tận nhà chôn luôn chứ gì cái chuyện đấy. Đấy ok mọi người nhé. Mình tính mình là cứ thích để gặp ai là trêu đấy mà đấy. Nên người nhớ cũ này cái đặc biệt là mình rất thích trêu. Đấy ok. Hẹn anh em clip sau nha. Bây giờ mình chắc phải về thôi. Chứ không ở đây nhiều mọi người sẽ nghĩ hiểu lầm là mình lại là cái thằng vớ vao vẩn. Ok nhá. Bye bye người.